Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bitcoin. Thưa các bạn, Bitcoin từ xưa đến nay luôn luôn là một cái kênh airdrop, nhưng không chỉ là airdrop mà lại đem lại cho các bạn rất nhiều những cái thông tin xoay quanh thị trường coin, thông tin về coin rất nổi bật và rất nhiều thủ thuật cho anh em. Từ thủ thuật giúp anh em trích xuất kia ở tất cả các ví BIP 39, rồi đến những cái thủ thuật để các bạn gửi ga với mức phí ga giảm, rồi những cái thủ thuật trích xuất khóa vân vân. Đây đều những cái thủ thuật mà admin đã phải rất là dày công nghiên cứu rất nhiều thời gian bằng kinh nghiệm của mình làm nhiều năm trong thị trường MMO và đặc biệt là tiếp xúc với thị trường coin, cũng như là bằng những cái kỹ năng cũng như là cũng từ những cái chia sẻ của rất nhiều người trong cộng đồng để gom góp lại đem lại sản phẩm chất lượng đến cho anh em. Thế thì hôm nay thì admin tiếp tục đem đến cho các bạn một cái video hướng dẫn cho anh em đến với một cái nền tảng mới của Binance, đó là nền tảng mainnet mới của Binance, Binance Smart Chain. Hôm nay admin sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta add cái Smart Chain vào ngay, tích hợp ngay vào chính ví MetaMask chúng ta một cách hết sức đơn giản. Và từ bây giờ, ví MetaMask chúng ta đã chính thức trở thành một cái ví BNB và một ví BNB theo một cái cách nào đấy nhá. Mình phải nói là theo một cách nào đó, vì là cái Smart Chain này là hỗ trợ mạng BSC, mạng Binance Smart Chain, chứ không hỗ trợ BEP20 nhá. BEP20 là cái mạng cũ, còn bây giờ là sang cái mạng mới là mạng BSC. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn để chúng ta vào ngay công việc. Thế thì mình giới thiệu sơ các bạn một chút, là nếu như các bạn để ý ở trên Binance, khi chúng ta vào mục rút tiền ở trong spot thì các bạn sẽ thấy là các cái token ở trên đây, một số cái token nó sẽ có thêm một cái lựa chọn. Ví dụ như con Ben này, khi các bạn rút tiền nó sẽ có thêm một cái lựa chọn, đó là lựa chọn Smart Chain. Đấy. BEP20, đấy, BSC, các bạn nhìn thấy chưa? Cứ nhìn thấy chữ BSC, Binance Smart Chain. Đấy là một cái lựa chọn mới. Đây, hay chính Bitcoin các bạn cũng có một cái lựa chọn mới, đó là Binance Smart Chain BSC. ETH cũng thế và USDT cũng thế. Thế cái điều này nó sẽ có ý nghĩa gì? Đây, EOS cũng có đúng không ạ? Hầu hết tất cả những token ở trên Binance thời điểm hiện tại đều hỗ trợ Smart Chain. Đây, Tomo nhé. Các bạn ý đấy. À, Tomo thì là BEP2. BEP2 không dùng được nhé. Đấy. F2 thì lại không không dùng được trong cái đấy. Đây, Tron này. Đấy, Tron thì vẫn là F2. F2 thì không thể dùng được. Đấy. Điều này nó sẽ có một số ý nghĩa. Hiện tại thì nó vẫn chưa tích hợp xong đâu các bạn ạ. Chưa tích hợp xong. Nên là có thể là một số cái đồng coin thì nó chưa tích hợp. Đó. Một số đồng coin thì đã tích hợp cho các bạn. Một số đồng coin thì các bạn sẽ chưa thấy được cái tích hợp ở trên đây. Mình sẽ tìm qua cho các bạn xem một số đồng coin nó tích hợp, và hy vọng là tìm được thật nhiều những đồng coin tích hợp để mình có thể tiện mình giới thiệu các bạn. USDC vẫn chưa tích hợp. Thế thì điều này sẽ có ý nghĩa như sau các bạn này. Như hiện tại ETH rồi Bitcoin thì giá ga rất cao. Nếu như các bạn rút ra mà với phí giảm được để hold trên ví thì đây là một điều không gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Đấy, hoặc là các bạn có thể chuyển cho người khác, ví dụ các bạn chuyển ETH cho người khác sang ví Binance của người khác, hoặc ví chớt để người ta hold, hoặc là Bitcoin. Đây cũng là lựa chọn hết sức tuyệt vời thôi. Đấy, chúng ta có thể giảm phí, hoặc là chúng ta chuyển ETH từ sàn, trong sàn từ ví này sang ví kia. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn cái hình thức Smart Chain này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tích hợp cái Smart Chain vào trong cái ví Miser Wallet chúng ta. Xin lỗi các bạn, ví MetaMask. Chúng ta sẽ tích hợp bằng cách là chúng ta ấn vào góc phía trên ba dấu chấm và ấn vào Expand View ở trên MetaMask chúng ta. Lúc này thì các bạn sẽ vào phần phía dưới phần mô tả video. Chúng ta sẽ có hai phần, một phần thứ nhất là cái thông số ở đây, phần thứ hai là cái thông số LPC. Thì thông số LPC bắt buộc các bạn sẽ cần vào link LPC ở đây, thì mình nói luôn các bạn này, chúng ta có thể lựa chọn một trong các cái địa chỉ, một trong các cái link này chúng ta copy được chưa? Bất kỳ một cái link nào trong mà là cái link đấy. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái link recommend, tức là khuyến nghị. Đấy. Copy phần này. Tiếp theo ở trong đây thì các bạn ấn vào góc phía trên, các bạn vào tùy chỉnh LPC. Đã thêm RTPC ULN. Tiếp theo kéo phần này ra đã. Chain ID này.
là 56 đây. Gen ID 56 rồi, ok. Simboy BNB này, sao chép này. Bây giờ thì ví của chúng ta thậm chí có thể rút BNB ra được cơ. Đấy mới là điều mình admin này quan tâm nhất. Blockchain Explorer. Đây. Biết đây. Lên thì các bạn ghi cũng được mà không ghi cũng được. Đây. Vì là Balenci. Đấy, ghi vào cho nó hay thôi. Smash. Đấy, ta ghi vào cũng được mà không ghi được. Cái phần lét quốc lên các bạn thì bỏ trống cũng được nhá. Đấy. New. Rồi, ok. Ok, con cá chê rồi nhá. Rồi, chúng ta đã có phần rồi, đây. Lúc này thì các bạn thử tương tác ở trên đây xem nhá. Đây, khi các bạn lựa chọn ở trên đây thì các bạn sẽ có lựa chọn này về mainnet, tức là chúng ta về phần ví thông thường. Binance Smart Chain, tức là ta chuyển sang chain, được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ thử test luôn cho các bạn này. Chúng ta sẽ test luôn vào dự án Pancake, một dự án xây dựng trên nền tảng Smart Chain. Đây, mình cho các bạn xem mình chưa có backup luôn để các bạn có thể hình dung được. Nó rất nhiều kiến thức ở trong đây mà mình muốn nhắn gửi cho các bạn, sợ nói nhiều thì các bạn lại không hiểu. Đây, như con K này chính là cái con xây dựng trên Smart Chain mới của Binance đây. Mở ra mà các bạn thấy trang BSC giống EtherScan thế này chính là xây dựng trên nền tảng của Smart Chain này. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ đăng nhập thử cho bạn xem nhé. Unlock ví đây. Ở đây có lựa chọn là MetaMask, cần Connect này. Đấy, ngon chưa? Đó, các bạn đã thấy chưa? Đấy. View BSC Can này. Đấy, lúc này thì chúng ta chính thức đã có ở đây rồi. À, ở đây thì mình đã có một cái con đầu tiên ở trong cái nền tảng này. Đó là con Annie F20. Đấy, đây là token đầu tiên mà được tặng. Con Annie này cũng chả có nghĩa gì lớn lao đâu. Enly này nó tặng free cho chúng ta. Đấy các bạn cứ có Smart Chain là nó sẽ tặng. Đấy. Rồi, đó thì bây giờ thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã chính thức đăng nhập được vào trong cái nền tảng Smart Chain và tương tác với hợp đồng thông minh. Đấy. Là chính thức có thể sử dụng MetaMask như một loại hợp đồng thông minh và cái nền tảng Smart Chain của Binance này nó đưa ra nó cũng chỉ mục đích chính là để giúp các bạn có thể dùng MetaMask hay là dùng tiện ích của nó để tương tác với đồng thông minh. Và từ bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang một cái bước ngoặt mới của mạng Binance Chain, đó là chúng ta sẽ đến với mạng Binance Smart Chain. Smart Chain các bạn từ đây có thể là swap ở trên các sàn giao dịch, như ví dụ các bạn ở đây thấy là cái sàn Pancake Swap này chính thức bây giờ là các bạn có thể dùng MetaMask để các bạn swap ở trên đây mua bán TWT kiểu USDT đấy. Thế thì đây USDT này bạn bán BNB là USDT đây, một BNB ăn 1,44 USDT này. Ồ, có vẻ rẻ nhỉ. Ồ, có vẻ hơi rẻ anh em ạ. Đấy. Và đây thì mình không biết là cái giá này nó có ảo không. Nhưng mà nếu như mà giá này thì nó quá là rẻ đấy anh em ạ. Chỉ có bán ra mà không có mua vào đấy. Hiện tại thì trên sàn này vẫn chưa hoàn thiện, tuyệt đối không bán BNB đây, USDT trên đây có là lỗi chỏng vó anh em nhé. Đó, các bạn lưu ý đây. Đấy, cái mạng này còn đang xây dựng, chắc là mấy hôm nữa là BNB nó sẽ ra sàn swap. Rồi K này đây, ta có thể bán K là USDT trên đây, vẫn là một cái mức giá khá là chênh lệch, các bạn cũng không nên bán như sàn này. Đây, sau khi chúng ta bán này, ví dụ bán AVT các bạn có thể đem đi cho sàn, ta đép trực tiếp lên Binance để thanh khoản. Nhưng mà lưu ý là không nên bán ở trên sàn này nhé, không bán AVT trên sàn này còn là lỗ sấp mặt luôn đấy. Ở đây thì các bạn USD đây, đây các bạn có thể lựa chọn ở đây có cái lựa chọn BET 20 này, đép USDT lên đây này, hoặc đây này các bạn thì bán lại ETH chẳng hạn, đây bán lại ETH. Đấy. Thì các bạn chỉ có mỗi cái việc là chúng ta lưu ý là khi ép như trên sàn thì ví dụ ép ETH thì các bạn sẽ lựa chọn thì mình cái lựa chọn là BEP 20 đấy, thay vì chúng ta lựa chọn ERC 20 đó. Mà các bạn ở trên sàn Binance thì nó thống nhất là một ví thôi,
Thế thì chúng ta lựa chọn RC 10 cũng được, lựa chọn BEP 20 cũng được, nhưng tuyệt đối không lựa chọn là BEP BEP 2 nhá. Lựa chọn BEP 2 các bạn đét nó toang luôn, được chưa? Đấy, thì là mình lưu ý cho các bạn. Cái nền tảng này là nền tảng để tương tác hợp đồng thông minh. Đấy, tất cả các mạng khác là sẽ dần dần sẽ tích hợp vào Binance hết. Thì Binance nó muốn gom tất cả các đồng coin nó về một mối là Binance. Đó. Nên là trong tương lai thì cái sự phát triển của Binance nó sẽ cực kỳ lớn nữa, nó còn cực kỳ lớn hơn nữa. Thế đây mình lý giải thêm với các bạn, và khi chúng ta đép BNB vậy, chúng ta sẽ thay vì chúng ta đép BNB BEP 2 thì các bạn sẽ chọn là BEP 20 đấy, để đép trên sàn. Thì đây những cái phần lưu ý rất là nhỏ cho các bạn, để các bạn có thể sau này các bạn biết, để các bạn đép trên sàn Binance đấy nhá. Các bạn nhớ nhá, từ nay chúng ta đã có thêm một cái lựa chọn mới với mạng, đó là mạng Binance Smart Chain. Hôm nay mình nói video hơi vấp một tí vì cũng không có chuẩn bị gì cả, anh em cũng thông cảm. Bây giờ thì chắc là admin cũng sẽ hướng dẫn và thông tin luôn anh em đến một cái nền tảng rất mới của Binance, đó là Binance Smart Chain. Hy vọng là đối với cái nền tảng này thì anh em sẽ đều biết cách ép phí, rồi đều biết cách làm sao để chúng ta có thể tương tác hợp đồng thông minh ở trên mạng Binance Smart Chain. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào lại các bạn trong video tiếp theo.